Dạ em chào cả nha. Thì chiều hôm nay em có ghé vườn mai cũng vườn nhà thăm đám mai. Thì sẵn đây thì em quay cho cả nhà xem cái đám mai của nhà em luôn. Đám mai của nhà em thì đa số là ghép nha cả nhà, ghép cúc đẹp Bình Định. Đây em quay sơ một vòng cho cả nhà mình xem cái đám mai của nhà em. Thì em thì trồng số lượng nhiều nha cả nhà, số lượng lớn. Mẹ toàn là ghép nha cả nhà, ghép hết rồi, bây giờ chỉ việc nuôi thôi. Thì vườn nhà em thì có cúc tri kỷ, cúc mười dương. Đây như mấy cây này em ghép cũng liên lạc hết rồi nè cả nhà, liên lạc hết rồi. Cây thì cũng lớn hơn chiếc đũa nha cả nhà, cây phát triển rất là tốt, ghép liên lạc nhìn như cây rin luôn. Gia vườn nhà thì vườn nhà em thì trồng nhiều cho nên là đến hơi chặt, nếu mà giãn ra thì rất là nhiều cho nên là không có đất để mà giãn ra, nên là em vô chậu nhựa như thế này đỡ cho nó tiết kiệm diện tích. Này nhưng mai cái này em ghép rất là liền lạc hết rồi, cây cành cũng rất là nhiều. Đây, em lấy một cây cúc tri này cho nhân xem, cây rất là tốt. Góc liền lạc. Cái này cũng ghép cũng liên rồi này cả nha, gốc cũng rất là lớn này. Mấy cây này thì ghép cũng được mấy năm rồi nha cả nhà, gốc ghép từ gốc nhớt mình nuôi lên thì cây nó liền lạc phát triển nó khỏe mạnh. Thì cả nhà ai cần giống thì liên hệ đến em. Những cây như này thì em bán là giá tại vườn là 150 một cây. Cả nhà vừa mình lấy bao mình ghép xong rồi là mình vô chậu xi măng hoặc là mình nuôi ở đất thì rất nhanh lớn nha cả nhà, nhanh lớn. Khi đó thì cây nó lớn thì nó thành cái lùm tết cá bông thì rất là đẹp luôn. Tết cá bông thì cả nhà mình chơi, mà sau này mình còn lấy giống được nhiều lần nữa. Thì tính ra mình mua một cây giống 150 như thế này thì rất là tiện nha cả nhà, mình lấy được nhiều lần. Đây mấy cây như thế này, cây nào cũng ba rất nhiều nha cả nhà. Cây này thì em nuôi cũng được mấy năm rồi nên ba thì cả nhà vừa thì lấy thì cũng được nhiều nè, cũng đu ghép ra cây bonsai. Thì bên em thì có loại này là 150, còn một loại nữa là nó nhỏ hơn là 50 ngàn một cây. Đợi em quay loại đó cho cả nhà mình xem. Cái này là do em mới tưới cho nên là nó hơi nước, phải lót bạc như này nên nó khỏi cá. Cái khu đất chỗ này có gấu càng nhiều nên là em phải lót kỹ lắm, đâu là nó vô chậu nè, nó chậu rất nhiều cả nha. Cả gấu thì cũng rất là khó chịu đó. Đây cái khu đây thì mai mới ghép thành giá nó mềm hơn cho cả nhà mình, giá thì 50 ngàn một cây. Em
đây thì em còn vô bì, chưa ra bì nhựa, chưa ra chậu để nuôi, còn đang mới ghép. Tay cũng được một gang tay nhà cả nhà, ghép từ góc nhất luôn. Chưa tháo dây ghép chưa tháo dây ghép luôn nha cả nhà. Cái này cũng rất là cao hơn gang tay của em luôn, 1,5 cm. Cái này thì cả nhà vừa mình nuôi thêm rồi mình mới lấy 3 được. Nuôi cái này cũng rất là cao. Chỗ này hơi cỏ hơn. Cái loại nhãn này thì tụi em vườn em thì cũng ghép cây ký 10 dương với một loại cúc đẹp Bình Định nữa. Nói chung là vườn em thì lựa những giống ưu tiên cho những giống mà phát triển khỏe mạnh, bông búp nhiều thì vườn em mới nhân giống nhiều cả nhà, bông đẹp nữa. Đây, 50.000 một cây. Cái này thì cả nhà vừa thì mình ra chậu mình nuôi rất nhanh lớn nha cả nhà. Ở đây em nuôi trong cái bì thì nó lâu lớn hơn. Đây, có rỡ cho cả nhà mình luôn. Như cả nhà mình lấy giống thì bên em lấy xác xuất nha cả nhà. Thì cũng lựa, có nghĩa là lựa cũng lựa những cây cũng tốt để gửi cho cả nhà, chứ không có lựa từng khách được nha cả nhà. Tại nó giống thì nó nhiều quá nên không có lựa từng cây được. Thì em vườn em thì sẽ lựa những cây tốt để gửi cho cả nhà mình. Cái khu trên đây thì tụi em sang chậu rồi để nuôi, sang được mấy ngàn. Mấy ngàn chậu để nuôi. Rồi cả nhà ai thích giống cúc Bình Định thì liên hệ đến số điện thoại của em. Em để bên dưới video. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo ạ.